Một thanh niên cho rằng mình cần nạp nhiều chất dinh dưỡng thì mới có thể tập thể hình tốt, khiến người lên cơ được nên đã ăn đến 39 đồng xu có các mệnh giá khác nhau và 37 viên nam châm có các hình dạng khác nhau. Kết quả tất nhiên không như anh ấy kỳ vọng. Những người tập thể hình thường có chế độ ăn đặc biệt để đảm bảo có được sức khỏe để tập và vóc dáng như mong muốn. Nhưng chế độ ăn dù thế nào có lẽ cũng không nên gồm các đồng xu và nam châm. Thanh niên này đã kể với các bác sĩ là anh đọc thấy chất kẽm sẽ giúp tăng cơ cho những người tập thể hình mà những đồng xu thì có chất kẽm. Vì vậy anh nghĩ nếu mình ăn những đồng xu, chúng sẽ nằm trong ruột và giúp cơ thể hấp thụ dần chất kẽm. Nhưng ăn tiền xu và nam châm được 2 đến 3 tuần thì anh này bắt đầu bị nôn và đau bụng, không thể ăn uống được gì khác nên mới đến gặp bác sĩ. Khi chụp chiếu cho bệnh nhân này, các bác sĩ cũng choáng khi lấy rất nhiều đồng xu và nam châm trong ruột non ở hai vòng ruột. Nam châm lại hút các đồng tiền xu khiến những vùng ruột đó bị viêm loét tắc nghẽn. Các bác sĩ đã lập tức phẫu thuật cho bệnh nhân, lấy ra 39 đồng xu có các mệnh giá khác nhau và 37 viên nam châm hình trái tim, ngôi sao, hình cầu, tam giác. Họ nói đây là một trong những ca phẫu thuật kỳ lạ nhất mà họ từng thực hiện.